các bạn đã đến với liên đội tiểu học Lê Hồng Phong của chúng mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của trường mình đang học nhé. Trường mình được thành lập từ tháng 7 năm 2002, tọa lạc tại số 118, khu 3, đường Phạm Ngũ Lão, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tất cả thầy cô giáo của chúng mình rất gần gũi, nhiệt tình, có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy. Thật tự hào và vui sướng khi trường của mình nhiều năm liền đạt được rất nhiều những thành tích nổi bật như trường đã xuất sắc đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3. Tháng 2 năm 2014, trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng 3. Ngôi trường của chúng mình còn nằm trên một vùng đất giàu truyền thống cách mạng, một trong những nơi hội tụ rất nhiều di tích lịch sử cách mạng tại địa phương, gồm có nhà tù Phú Lợi, chùa Hội Khánh, nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương. Đầu tiên là khu di tích nhà tù Phú Lợi, được nhà nước công nhận và xếp hạng di tích lịch sử quốc gia ngày 10 tháng 7 năm 1980. Nhà tù Phú Lợi là một trong những nhà tù lớn của Mỹ Diệm ở miền Nam, được dựng lên năm 1957. Nơi đây là biểu tượng cho lòng dũng cảm của cán bộ đảng viên, các đồng chí cách mạng và đồng bào yêu nước đã ngã xuống trong tù vì độc lập, tự do, hòa bình, hạnh phúc cho quê hương đất nước. Tiếp đó là chùa Hội Khánh, một công trình tôn giáo lâu đời và lớn nhất tại tỉnh Bình Dương. Điểm nổi bật của ngôi cổ tự này chính là giá trị phong phú về mặt lịch sử, văn hóa và nghệ thuật kiến trúc. Đây còn được xem là một ngôi chùa tiêu biểu cho các ngôi chùa cổ tại Bình Dương. Đặc biệt, nơi đây còn gắn liền với các hoạt động của cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Hồ Chủ tịch, năm 1923 đến năm 1926. Cụ Nguyễn Sinh Sắc cùng với cụ Phan Đình Biện và Hòa Thượng Từ Văn đã sáng lập ra hội danh dự tại đây. Và cũng trong tháng 12 vừa qua, nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12, trường đã tổ chức cho chúng mình đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Dương nữa đó. Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Dương nằm tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Các bạn biết không, nơi đây là nơi an nghỉ của 5.371 anh linh các liệt sĩ. Trong chuyến đến viếng thăm, dâng hoa và thắp nhang cho các anh hùng liệt sĩ đã để lại rất nhiều cảm nghĩ bồi hồi và xúc động, lòng biết ơn các anh đã hy sinh để giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc, cho các thế hệ hôm nay được hưởng cuộc sống hạnh phúc, ấm no.